sau khi X90K của Sony hết cái chương trình chạy về giá 21 triệu. Đây, đây là 65X90K. Thời gian vừa rồi thì bán với giá là 21.030 và bán số lượng rất là nhiều. Và hiện tại nó đang về giá là xấp xỉ 23 triệu rồi, thì các bác muốn so sánh với cả QL85B của Samsung. Đấy, tiếp tục thì về hàng Leo QLED QL85B. Kích cỡ màn hình 55 inch đã cháy hàng rồi, nó chỉ có hàng 65 inch thôi. Thì clip này em sẽ review lại mã QL85B này để các bác cùng xem. So với cả X80K thì nó hơn hẳn những cái tính năng và cái công nghệ như thế nào. Mời các bác. Chương trình của X90K 65 inch thì đã kết thúc rồi, không còn bán với giá vô cùng tốt là 21 triệu đó. Và hiện tại thì sau khi mà hết chương trình, giá thành nó về khoảng xấp xỉ 23. Đấy, xấp xỉ 23 triệu và bằng giá với cả Leo QLED của Samsung. QL85B thì một số bác có muốn em quay so sánh để các bác xem cái sự khác biệt. 65QL85B là dòng Leo QLED. Mã hàng này thì nó sẽ có công nghệ vượt trội so với cả cái thằng X90K của Sony. X90K của Sony thì là phân khúc TV sử dụng công nghệ màn LED Full Array LED lên, nhưng không phải là bóng đèn LED siêu nhỏ giống như QL85B. QL85B thì nó sẽ tương xứng với cả con X95K. Hãy nói về cái công nghệ bóng đèn LED siêu nhỏ này thì các bác hình dung là bóng đèn LED trên QL85B sẽ có kích thước bằng 1/40 so với cả bóng đèn LED thường. Đấy, siêu nhỏ nó cho cái tỷ lệ bóng đèn LED ở trên màn hình của TV nó dày hơn, nhiều hơn và cho độ sáng và độ tương phản cao hơn so với cả cái bóng đèn LED thường. Đấy, đặt cạnh cùng hai chiếc TV cạnh nhau, nhưng một chiếc TV với công nghệ bóng LED thường và Leo QLED thì các bác sẽ thấy là cái độ sáng, độ tương phản, màu sắc thể hiện ở trên QL85B nó sẽ vượt trội, nó sẽ cao cấp hơn rất là nhiều. QL85B với giá bán hiện tại đang chạy trình còn 22.990.000, xấp xỉ 23 triệu thì có thời gian bảo hành chính hãng 25. Và mã hàng này thì sẽ có công nghệ âm thanh chuẩn Dolby Atmos này, có chip xử lý nâng cấp hình ảnh lên 4K bằng trí tuệ nhân tạo với cái công nghệ vô cùng xịn sò. Thứ hai nữa là nó sử dụng công nghệ đèn lờn quan tầm MiniLED 14 bit, công nghệ quan tầm Matrix, nên là tất cả những cái nguồn tín hiệu đầu vào, cái hiển thị, cái tốc độ tần số quét ở trên màn hình ấy, nó sẽ sáng hơn, LED hơn, chi tiết hơn so với cả cái mã hàng X90K. Đặc điểm thứ hai mà vượt trội ở trên thằng QL85B đó chính là cái thiết kế của QL85B thì sẽ có cái thiết kế tràn viền ba cạnh và chân đế tại vị trí trung tâm. Con này là con QL85C của 2022 nhé. Nhưng do là hàng về em chưa có bày ra để các bác xem con QL85B được. Đây, hàng đã về rồi, đang để một chiếc tại đây. Để có gì thì em sẽ bóc nó ra và bày nó lên kệ để các bác cùng xem. Thì cái khác biệt duy nhất giữa con QL85B và 85C thì đó là gì? Đó là cái chân đế thôi. Cái chân đế của QL85B là chân đế ngũ giác màu ghi sáng. Đây, nó sẽ là cái chân đế này, chứ không phải là cái chân đế ngũ giác màu đen giống như trên QL85C. QL85C là mã hàng của 2022. Nó đang bán với giá khoảng tầm 43 triệu nhé. 43 triệu. Và các bác thấy không? Giá mà thời điểm mới ra mắt thì nó sẽ lệch hơn rất là nhiều so với cả thời điểm hiện tại đang bán QL85B. Đang bán với giá khoảng tầm xấp xỉ 23 triệu thôi. 23 triệu cho một chiếc TV có công nghệ màn Leo QLED, bóng đèn LED siêu nhỏ, tích hợp đầy đủ các ứng dụng thông minh để mọi người có thể xem, có thể trải nghiệm, xem truyền hình, xem thể thao. Các bạn có thể là kết hợp TV với cả điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời, rồi hệ thống các ứng dụng để phục vụ nhu cầu xem giải trí, xem phim, các cái kho phim trên thế giới mà nhiều người sử dụng, nhiều người truy cập ấy. Đây các bác nhìn này, thiết kế của QL85C không khác gì so với cả QL85B cả. Khác nhau gì? Đúng cái chân đế là màu đen thôi, chứ không phải là màu bạc giống như QL85B. QL85C của 2023 thì BM đang bán với giá xấp xỉ 43 triệu. Và thời điểm này mà lựa chọn thì lựa chọn QL85B thôi. Với cái mã hàng này thì con X90K thì nó là LED lên, nên là cái công nghệ màn hình nó sẽ không cao cấp, không có độ bền vượt trội giống như QL85B.
Đấy, thời gian trước thì con này bán với giá là 24.460, thì em đã cập nhật để các bác xem khá là nhiều rồi. Còn hiện tại nó đang giảm về còn 22.990 các bác nhé, 22.990, bảo hành chính hãng 25. Cái chương trình bảo hành 35 thì nó kết thúc từ 31 tháng 3 rồi. Đấy, 35 thì đó là chương trình của Samsung. Đấy, các câu hỏi rồi các thông tin mà các bác cần hỗ trợ tư vấn giải đáp thì các bác điện trực tiếp vào hotline 0974178586 hoặc là truy cập website ecomart.vn để được hỗ trợ nhé. Cảm ơn mọi người.